Đây là cái lâu đài, cái chateau, quá trời đẹp. Chút xíu nữa mình sẽ vô trong đó. Trời ơi, nhìn toàn cảnh thành phố luôn, quá trời đẹp ha. Vậy đi bộ vô đó, vô chateau. Ui, phải cái đó hồi nãy mình đi dưới đó. Hồi nãy mình đi dưới đó, thấy không? Hồi nãy mình ở dưới đó. Hồi nãy mình ở dưới đó, con chơi cái quay vòng vòng là tuốt đằng kia. Hồi nãy con dọc nước tuốt đằng kia đó, nhớ không? Nhớ chưa? Giờ mình đang trên đây, mình đang trên cao rồi nè. Mình đang chạy trên cái bờ đá mà dưới kia mình thấy hồi nãy đó, đúng không? Cái bờ đá hồi nãy đó. Ơi, như trèo hay vậy ta? Vách núi gì mà nó trèo kìa. Núi nó còn trèo được. Ừ, trời ơi. Có vách núi mà nó trèo kìa, hay thiệt. Đang ăn cỏ hả? Tông té hả ta? Hay thiệt chứ. Trời, cái vách núi chơi dê vậy mà nó trèo lắm, té hả trời. Đang đi vô lâu đài cả nhà. Lâu đài của Jeff. Nhà mình thích khám phá cho nên là đi vô đây khám phá. Quá trời cái lâu đài cổ cả nhà. Trời ơi, mấy cái con này nhiều quá. Nhóc luôn kìa. Ui, con có thể nhìn được á, từ cửa sổ này có thể nhìn ra biển được phải không? Quá nhiều cái thanh đồ quá. Thanh đồ cổ á. Không biết là ai luôn. Nè. Ví dụ cái tranh này của ai là ai là không có để nè cả nhà. Đó, nhưng mà mình không có dành về tranh. Ồ, có nhiều tranh cổ lắm luôn. Hết cả nhà mình vô có 10 đồng tiền vé rẻ chứ. Rẻ quá trời. Ôi, quá trời mấy cái cổ xưa nè. Có đời xưa không? Cái tủ đồ cổ. Để Nam xem lại cười cái này. Ghế cái lâu đài này, cái lâu đài này toàn là đồ cổ đời xưa không à, 860 cái bình này. Ví dụ số 21 là 1884 của Hà Nội hả ta? Vase là Hà Nội, là cái bình đó của Việt Nam à. Nó này chữ nè. Số 21 vase là Hà Nội. Đây nè, cái này cũng đồ cổ. Có không? Chỗ này cá không à? Chỗ mấy cái tranh ngày xưa hay thiệt chứ. 1800
tiền không. Tàu trời, quá trời đồ cổ luôn. Thôi cái này bằng gỗ. Trời, cái bức tranh nó 1878. Đây cái toilet ngày xưa. Nói cho cái tranh đẹp hơn. Y như cảnh ở ngoài mình đi tê hồi nãy á. À, đây có để Madame Nguyễn Quảng Nam Điểm. Đó, có để tên đó hả? Có thầy cái bình cổ luôn đó. Trời, không biết kia đi nào, nó đi với ba nó đâu mất tiêu luôn rồi mình. Vô tới đây là rồi. Không có tìm thấy luôn. Không có coi chừng con luôn nữa. Hello, mẹ đi kiếm đi nào bây giờ đó. Ôi ơi. Chào mẹ. Ê, tặng mẹ hả? Ừ. Wow, đẹp quá. Đợi chị Hai ra, cái gì đi tiếp trên đó nữa phải không? Mẹ, chị Hai đã đâu? Chị Hai đang còn chụp hình. Trời ơi, kìa mấy cái pháo đài ngày xưa kìa. Chị lại coi mấy cái pháo đài ngày xưa. Kìa nè, ba cho con đã không? Lina leo lên cái pháo đài ngày xưa luôn nè. Ngày xưa thường thường mấy cái lâu đài nó hay có mấy cái này để đây để nó bắn đạn, nó trả chống trả lại chiến tranh á. Ở ngoài bắn trở vô thì trong đây bắt đầu những cái này nó bắn trở ra. Nhìn xuống dưới đẹp quá ha Lina. Nó đi nó mang máy chụp hình. Trời công nhận ở đây mấy cái con nó kêu quá trời. Ok. Lên đây mình nhìn. Ừ. Mấy con này kêu ồn quá. Đó hồi nãy mình đi dạo dạo phía trên đó ha. Đó, lên xuống ở trên tòa lâu đài đó. Rồi lúc này mình đi ra. Mình toàn xuống dưới luôn. Ủa mình phải vòng lên trên hả Ludi? Tôi đi. Phải vòng lên trên hả? Đi đi. Cái thuyền bể ngày xưa nó đem cho nó làm kỷ niệm. Quá trời cổ xưa. Rồi 6 giờ cho nên người ta đuổi ra hết rồi nha cả nhà. Rồi đóng cửa luôn rồi kìa. Đó đóng cửa luôn rồi đó anh. Đó. Quê 6 giờ đóng cửa luôn rồi. Đó. Thôi bây giờ nhà mình đi ra xe. Đi đi cái khác, đi chỗ khác. Ôi cái tàu bự đó đi kìa, nó chở khách đi du lịch kìa cả nhà. Đó. Mà không biết mình có thời gian đi cái tàu bự đó hay không. Sợ không có thời gian. Rồi, tạm biệt. Tạm biệt dép. Tàu đi đâu? À vâng. À, cái tàu đó đi qua nước Anh hả? À, ông này ông nói cái tàu đi qua nước Anh. Có xe với cam nhông rồi này kia lên trên đó luôn. Ở đây có passe sanitaire alors. C'est compliqué maintenant. Faut descendre. Oui, c'est pas normal. Oui, c'est sûr. Le matin 11h, on va partir 11h le matin aussi.
mới đứng gần cái cây cỏ này cái bị nó đầm ngứa. Đi ra nó nói nó cho em lên tàu đi qua OLT kìa, qua nước Anh kìa. Ông đó ông nói cái tàu đó đi 3 tiếng 3 tiếng rưỡi, nếu mà thời tiết tốt thì tới nhanh hơn, còn không thì chậm hơn. Chị tính là cũng nhanh chứ đâu có xa đâu ta. Đó chạy qua cái bờ tới nước Anh đó, chạy hay tiếng hả ngộ ha. Rồi một tuần có 2-3 chuyến 4 chuyến tùy theo tuần. Thôi rồi mình tạm biệt dép rồi. Thank you.